1, 2, 6, 7, 5. Em xin chào mừng tất cả các bác đã cùng quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục các cái video thì ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bác với một cái dòng vàng số TAC DSP 8600. Thì cái dòng vàng này thì em đã lên video một lần rồi thì phải. Em đã lên video cho các bác tham khảo rồi. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên tiếp tục một cái video tiếp theo. Và hàng nhà em hiện tại còn có khoảng tầm 10 con các bác nhé. Có mười mấy con gì đấy thì em bán hết mấy con rồi. Chỉ còn khoảng tầm 10 con thì hôm nay em sẽ lên video chi tiết hơn để cho tất cả các bác cùng tham khảo với một cái dòng vàng số thực sự là khi mà em đọc ra cái giá tiền của nó thì thực sự các bác sẽ giật mình luôn. Và các bác đừng nên bỏ lỡ cái video ngày hôm nay vì chúng ta sẽ cùng được tham khảo cũng như là được thử test thêm một cái dòng vàng số rất là hot ngày hôm nay. Rồi các bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây cho em xin nút like nhé. Và nhớ đăng ký kênh nút đỏ phía dưới cho em để cùng ngoài đón nhận những sản phẩm và những video tiếp theo. Ok, vào vấn đề chính luôn. Ngày hôm nay thì em lại lên video trực tiếp gọi là lên video đây. Có 10 con vàng. 10 con vàng số TAC DSP 8600. Đấy chưa? Dòng vàng hàng nội địa của Trung Quốc các bác nhá. Hàng này hàng nội địa Trung Quốc, hàng bãi xịn luôn. Mặt phay nhôm đúc nguyên khối luôn này. Được chưa? Mặt này là mặt đúc nguyên khối luôn các bác nhá. Quá đẹp luôn. Và bên này em đã mở sẵn nội thất rồi. Bên em sẽ giới thiệu qua một chút cái gọi là cái thiết kế của con vàng này. Và sau khi đấy là em sẽ báo giá luôn để cho tất cả các bác cùng tham khảo nhé. Và dòng này thì em sẽ có những cái video hướng dẫn chi tiết cho các bác luôn. Được chưa? Đây. Mặt đằng trước của nó đây. Mặt đằng trước của nó đây, như các bác nhìn thấy đây, mặt đúc nguyên khối rất đẹp TAC 8600. Đằng trước là chúng ta có hai lỗ input nhá. Hai lỗ input vào của mic này. Đấy, tín hiệu mic này các bác có thể cắm được jack 6 ly hoặc là cắm jack ca lông được cái được luôn và đều được luôn các bác nhá. Đấy. Rồi. Và tiếp theo để em sẽ giới thiệu cho các bác. Em giới thiệu cho các bác để cho các bác cùng tham khảo nhá. Rồi tiếp theo chúng ta có hai đường. Đây là hai cái volume các bác nhá. Hai cái âm lượng của hai đường mic này. Rồi, cái exciter này là cái nâng tiếng mic nha các bác nhá. Con này nó có nâng tiếng mic luôn các bác nhá. Đấy, có nâng tiếng mic luôn. Được chưa? Con này thì có cả chức năng Bluetooth này, nhưng mà cái chức năng Bluetooth này thì em lại chưa khai thác được. Em khai thác thì em sẽ báo các bác sau. Được chưa? Em sẽ báo các bác sau. Đấy. Ngoài ra chúng ta có phím chức năng để điều chỉnh hoàn toàn bằng tay con này luôn. Con này thì hàng nội địa Trung Quốc. Đấy, nó có phần mềm nhưng mà thực sự là em không được xin được phần mềm. Em cố gắng lắm nhưng em không xin được phần mềm. Cho nên là con này chỉnh bằng tay thôi nhá. Con này chỉnh bằng tay, rất đơn giản thôi. Ở đây là chúng ta có to nhỏ của mic này, to nhỏ của nhạc này. Ngoài ra thì hai cái phím này cũng là hai phím chức năng để các bác có thể là chỉnh vang luôn. Và em sẽ có những cái video hướng dẫn các bác chỉnh con vang này. Được chưa? Đây. Như con này cắm đây các bác nhìn này. Đây con này cắm này. Có chống hú này, âm đây là cái cộng trừ này là các bác cộng trừ to nhỏ của effect vang các bác nhá. Còn bên này là âm lượng của mic này, âm lượng của nhạc này, được chưa? Rồi đằng sau đây. Đằng sau là các bác có một đường kết nối để các bác có nào kết nối phần mềm, nhưng con này thì em không xin được phần mềm. Rồi, đường sub này, đường center này, hai đường ao phụ đây các bác nhá. Còn đây là hai đường ao chính, được chưa? Chúng ta có ba đầu vào. Đầu vào AUX, DVD và VOD. Con này cũng có hai cổng cắm mic đằng sau luôn các bác nhá. Đặc biệt là cái vỉ mạch của nó. Vỉ mạch ngày hôm nay thì chúng ta có một vỉ mạch rất đẹp, nguồn vuông. Được chưa? Nguồn đồng vuông. Rồi, nguồn đồng vuông. Tiếp theo là một bộ một bo lọc nguồn này. Đấy, bo lọc nguồn sẽ vào các cái bo xử lý tín hiệu chip đây. Được chưa? Đấy, bo chống hú rời các bác nhá. Hầu như linh kiện toàn thụ nhôm thôi, rất chất. Con này xử lý một con chip QS 5100. Đấy, một con 5100 đây. Được chưa? Rồi hai con chip E07. Đây. Quá ngon. À, thực sự nó rất là ngon. Nội thất con này thì rất là tuyệt vời. Và em báo giá luôn để cho các bác cùng tham khảo nhá. Ngày hôm nay những cái con vàng này nhé, em chỉ còn khoảng tầm 10 con thôi. Con nào cũng đẹp như con nào. Đây các bác nhìn này, 1 2 3 4 5 này, 6 7 8 9 10 này. Được chưa? 10 con này em bán cho các bác. Bác nào đang theo dõi video cũng như là theo dõi kênh của nhà em trong suốt thời gian vừa qua, giá rất ưu đãi, 1.200.000 một con. Được chưa? 1.200.000 một con thôi. Bây giờ các bác mua được cái gì với cái giá 1.200.000 để cho hệ thống âm thanh nhà mình nó hay hơn. Được chưa? Đây là một sự lựa chọn rất tuyệt vời với cái giá 1.200.000. Và cái giá này là cái giá em ưu ái cũng như là em giao lưu với các bác thôi nhá. Các bác lưu ý giúp em, đây là cái giá em giao lưu với bác nhá. Chứ còn cái giá 1.200.000 với một con vàng nó như thế này, hàng bãi xịn như này, thì các bác nên hiểu cho em rằng là với cái tầm giá đấy thì con vàng này
cái giá trị đích thực của nó còn hơn cái tầm giá rất nhiều. Nó thật các bác như vậy, cái giá trị của nó hơn cái tầm giá rất nhiều. 1.200.000 một con. Em sẽ bao ship cho các bác luôn. Được chưa? Và các bác nhận hàng thì được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhá. Gần đây là mấy bác gọi là ở nhà, không biết là các bác dịch bệnh, các bác gọi là rảnh rỗi ra mà các bác thỉnh thoảng thôi, em thì gặp một vài bác này hay vào những cái video của em. Các bác bình luận rằng là em bán lừa đảo mấy cái này cái kia. Thì thực sự các bác rằng trong cái thời gian mà em làm kênh này, em bán hàng như này, thì hàng của bên nhà em, bao giờ em làm video có như thế nào, em làm video em lên cho các bác như vậy. Đó. Và hàng có ra như thế nào, gọi là tình trạng như thế nào em cũng báo luôn. Và khi mà các bác đặt hàng, các bác nhận hàng thì các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi là các bác thanh toán. Được chưa? Nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Không cần phải đặt cọc cái gì trước ở nhà em cả. Đấy, chính vì thế cho nên mà các bác hết sức yên tâm một điều rằng không bao giờ có tình trạng xảy ra cái chuyện lừa đảo ở Quân Audio. Các bác lưu ý vấn đề này giúp em nhá. Còn tất cả em bán là người thật việc thật. Các bác thích là có thể đến trực tiếp cửa hàng nhà em xem tham khảo. Còn các bác ở xa với địa hình địa lý không đến được thì em sẽ bao ship và gửi đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng thì được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thực sự các bác rằng là tạo lên một cái tên tuổi, tạo lên một cái cửa hàng, một cái thương hiệu không hề đơn giản. Nên chính vì thế là không vì lý do gì mà 1-200 nghìn mà để mất cái thương hiệu, mất cái tên tuổi thì được, đúng không ạ? 1.200.000 một con. Và bây giờ em sẽ cùng test cái chất lượng âm thanh cùng với tất cả các bác nhé. Test cùng với các bác chất lượng âm thanh của con vang này. Được chưa? Rồi các bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây cho em xin nút like nhá. Và nhớ là đăng ký kênh nút đỏ phía dưới giúp em để cùng đón nhận những sản phẩm và những video tiếp theo. Rồi ok các bác nhá. Rồi em sẽ cùng với tất cả bác test cái chất lượng âm thanh của cái con vang TAC DSB 8600 này. Và thực sự là khi mà em setup xong thì em cảm nhận rằng nó quá hay trong cái tầm giá em đưa ra cho các bác ngày hôm nay, 1.200.000 một con. Trước hết em muốn nói rằng đến cái vấn đề sạch sẽ. Đây các bác nhìn đây, đẩy em vặn công suất lên nhá. Và nhạc mic hiện tại em đang để rất to. Đây mic tự ngắt em cầm tay lên đây. Đây. 5, 6, 7, 5. Đấy. Tức là khi em để không như thế này, mic vẫn bật, nhạc vẫn bật mà nó không bị có một tiếng xôi gì ra loa. Tức là nó đang rất sạch sẽ các bác em. Đây, hiện tại điện thoại em đang vẫn đang cắm nhạc đây, chỉ cần bật là lên. Thấy chưa? Bật là lên. Và không một tiếng xôi nào ra loa, được chưa? Em thử alo tiếng mic cho bác nhá. 1, 2, 6, 7, 5. Rồi. Đây, em thử cho các bác nghe thử cái tiếng echo và reverb của nó đây. Em tắt tiếng reverb đi. Con này là siêu reverb luôn. Echo này. 1, 1, 1, 1. Echo nhá. Các bác tiếng echo này các bác thích nhanh lên thì là em sẽ để nhanh lên, bởi vì nếu mà hát tiếng echo không ấy thì em sẽ cho cái tiếng delay này nó sẽ nhanh hơn một chút. 1, 2, 6, 7, 5. Đấy, nhưng mà khi mà kết hợp với cả tiếng reverb thì em sẽ cho cái tiếng delay nó chậm lại một chút thì nghe nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng reverb thì em sẽ tắt cái tiếng echo đi, giảm nhỏ tiếng echo đi. 5, 6. Các bác nghe chưa? Tiếng reverb quá sang luôn. 1, 2, 6, 7, 5. Đêm bao lá vàng đốt hương tình cô. Với mây trời xa xiêm bước em đi. Quá hay luôn, thực sự các bác luôn. Đây em sẽ kết hợp cả echo cả reverb nhá. Con này tiếng reverb cực hay luôn. Chính vì thế em mới bảo là con vang này là con vang dành cho những bác nào mà thích hát tiếng reverb. Con này quá hay luôn. Với tầm giá 1.200.000, thực sự các bác chả mua được con vang nào hay hơn con này. Đấy em khẳng định các bác luôn. Quá hay trong tầm tiền luôn. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cô. Với mây trời xa xiêm bước em đi. Đây, to nhỏ của âm lượng effect đây các bác nhá. Đấy các bác chỉ cần giữ in thôi là nó tự chuyển đây. 1, 2, 6, 7, 5. 1, 2, 5, 6, 7, 5. Quá hay luôn. Đây, khi các bác tăng lên. Cái này thì âm lượng của nó rất là cao các bác nhá. Mức của nó ở trên này là 200 cơ. 5, 6, 7, 5. Rồi bây giờ em sẽ test thử cho bác nghe một cái tí kiểu là cái chất lượng âm thanh khi bé em hát karaoke ở cái con vang này xem nó ra như nào các nhá. 1, 2, 6, 7, 5. 1, 2, 6. Quá hay luôn, thực sự quá hay luôn đấy. Đây em sẽ test thử cho các bác nghe một chút cái chất lượng âm thanh con này. Số lượng em không có nhiều, em chỉ còn có 10 con này thôi. Và số lượng này sẽ hết rất nhanh, em khẳng định bác sẽ hết rất nhanh khi em lên video này ngày hôm nay. Đấy, chính vì thế là các bác vui vẻ nhé. Bỏ ra 1-2 giây cho em xin nút like.
và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới này và bật thông báo lên. Đấy, khi mà em có hàng em lên là các bác sẽ nhận được thông báo và sẽ nhận được cái thông tin nhá. Đây, to nhỏ đây. Nhà này quá ngọt luôn. Lên 1 2 6 7 lên. Lên. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng tan trường hoa áo tung tàn. Nhiều echo, nhiều reverb thì các bác đưa lên. Nhưng phải nói thực sự là cái con vang này tiếng reverb cũng là rất là hay. Lên, sau, bay, lên. Đấy, cái tiếng echo, tiếng delay của nó và nó có cái đuôi nghe rất là chuyên nghiệp không nhé. Lên. Quá ngon luôn, thực sự bác luôn. 1.200.000 một con này, bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Rồi tất cả các bác nếu mà có nhu cầu thì các bác vui vẻ liên hệ trực tiếp cho em. Liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0982. Đây, số điện thoại nhà em đây nhá. 0982 838695 và nhắn tin cho em, hoặc là các bác nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp cho em. Chốt vang TAC các bác nhé, 1.200.000 một con, bao ship tặng giấy giác phụ kiện cho các bác luôn. Nhận hàng các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Rồi cảm ơn bác rất nhiều cùng xem video ngày hôm nay và các bác vui vẻ bỏ ra một like cho em xin lỗi anh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.